tức là tí nữa mình không tự không không ông thấy không, ông đi support ông vẫn mạnh, vậy hãy để tôi đi AD đi. ok tôi lại quay nhé. Sau tôi sẽ đăng 3 tập ở 3 cái liên tiếp, 3 3 ngày liên tiếp chứ không không phải edit nữa, mệt edit mệt. Bú chim và những người bạn. À, tôi để mic ông thế này thôi. À. Cầm Morgana Lắc đi. Hát trước AD nó là con gì nhỉ? ăn trước AD nó là con Mid Mid Fortune, Mid Mid Fortune. Thôi, nếu mà ván này mình thua thì không làm gì, nhưng mà ván này mà thắng là 3 ngày liên tiếp và có video ấy. Vai chưa? Vai chưa? Ồ, mid đánh zone này là hay rồi. Lại có đam đam AD rồi. Ui, team combo combo. Ôi AC à? AC thì càng chết. Ừ, AC dễ dễ giết nhất. Ui nhưng mà Thresh thì không. Càng chết. Mình đánh ra xe chứ. Mình đánh Thresh trước nó đỡ làm được. Đánh Thresh trước không? Không thể đỡ được. Thằng Không thể đỡ thằng Lever, được. thằng bọn nhưng mà bọn này Lever 2 sẽ không có nhiều chiêu để đánh. Thằng Thresh nó sẽ chưa lên nâng W đâu. Điều kỳ lạ là mình pick cái này mình không nói gì nhưng team nó vẫn trả ping mình. Ừ, nó cần gì ping mình vẫn xanh rồi. Team là đẹp rồi, có ông AP là đẹp rồi. Ngon, tôi có thể chắn được Iray này, có thể chắn được Kha'Zix và chắn được con Thresh. Đang mò đời đi. Model thì không chắn được. Cảnh mò đời. Đã đến lúc phải đăng nhiều video để đẩy cái đề xuất của kênh lên rồi mẹ. Mấy gần đây đăng ít video quá. Trận này mà thua thì không đăng. Thực ra là thua thì đăng cũng chả sao. Ui thằng modder kia tên kia là thích mở combat xong đặt tên là SP Kairi AD ADC ạ. Kinh. Cặp này leo thách đấu mới hay. Cái gì cơ, ông vừa nói cái gì? Cặp này mà leo thách đấu thì mới hay. Tỷ lệ thắng bây giờ là 100% mà mới đánh có hai ván mà chúng ta thắng cả hai rồi. Đây có thể là cái content để ông đăng lên kênh của ông được đấy. Tên gì? Content này này. Content. Còn tên gì? Ừ, Poppy với Anivia này. Ông gửi video á? Ông thể tự quay luôn cũng được nhưng tôi chỉ sợ lag thôi. Ừ thì ông gửi video đi. Nhưng mà thế thì không hay, tại vì như thế nó chỉ có màn hình của tôi thôi, nó không hay. Ừ. Thế để lúc khác tự quay thử xem nó có lag không? Bây giờ tí cứ đánh xong đi, xong rồi tí tôi nói với ông cái này. Cái gì ấy? Cứ đánh xong đi. Bí mật gì ấy? Từ xem thông thạo bọn này đã. Ui toàn thông thạo 7 hết đấy, không đùa được đâu. Gà. Cái gì cơ? 200 thông thạo ASEA. Gà. Má Không, này. không 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 thua đi. Mình mới đánh con này 2 trận từ lúc vô Ui thần hỏa. team mình có 500.000 điểm thông thạo. Con Java này. Cơ sở thì tin Nước được. mắt thế, nước mắt thế cái gì? Ông muốn lên thì lên. Nước mắt được, nước mắt tích sơ sơ cũng được. Không thì tí. Nhẫn nhẫn cũng được. Thế nào cũng phải được. Ông lên gì? Nhẫn đi. Đi. Nhẫn có máu ngon. Nhưng với cả lát hit được hồi năng lượng à.
từ cái nhánh nhánh chuẩn xác ông lên đồ gì đấy. À, gục của hồi năng lượng. Ok ngon. Hai huyền thoại lòng lá, Minato Aqua và hết. Làm gì còn ai nữa? Ai nữa? Nanh trắng. Nanh trắng là ấy à? Nanh trắng là trong Naruto à? Tại tôi không xem. Tôi cũng không xem. Chắc là nanh trắng là một nhân vật trong Naruto. Nghe nghe tên hay ấy. Ừ, nghe hay. Dâu trắng mới sợ, nanh trắng sợ gì? Gao bạc à? Từng Minato là đệ tứ. Thực ra thì đúng là Minato là đệ tứ thật mà. Gì vậy? Buồn thật mình không xem Naruto. Mình không xem cơ, mấy cay. Nhầm chết tôi không? Nhầm cha rồi ông. Minato là chưa chắc đã ở trong Naruto, có thể có nhiều nhân vật tên Minato mà. Còn nhanh trắng. Ui sao con lính lại đánh lại? Con Blue khốn nạn, con Blue phải thuộc về tao. Sao máu lại Tao không 90%? Tao không cho mình nhỉ? Quy đi, quy đi, quy. Game. Si. Tôi đã bảo là không chết được ba con mà. Cái này không ổn lắm, nó mà kéo vào mình cũng khó đánh. Ta phải sợ. Không cần farm cũng được. Còn nên farm thì bắt đầu phải đánh dần, tập farm dần. Ui dồi ôi. Lên 2 luôn. Thôi thôi thôi, bạn lên 2 thì bạn là nhất. Thôi thôi thôi, đừng để bị kéo, kéo rồi chết luôn. Cặp này cần quan trọng mà cặp này không farm được đi mít thì còn farm không? Cặp này không farm được. Ủa, cái gì? Cái cổng tường ngon. Nhờn. Mình không được axit hỏi chấm. Hai đứa tôi đam hết mà. Thôi thôi thôi, thôi đừng, đừng đừng. Tôi đam với trụ đam hết mà. Này thì Minato rồi, trận này không ổn rồi. Cần nên dựng tường không? Dựng đi, dựng đi, dựng đi. Ai mát mày. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dựng thằng nào? Yeah. Không biết mình đếm ngược thời gian ra lên tường hay là mình đếm ngược thời gian từ vét ra lên. Từ lên mẹ nắp liền. Không tệ như vừa nãy pha mới 9 con. Này. Thằng Thread đi lẻ kìa. Và đánh thằng nào, đánh thằng AD thì nó kéo được lại. Nói chung là cứ đánh thử. Không không, nó không kéo đâu, W tôi cản cản được cả cái lông đèn. Thế đó. Ừ. Ừ, hay vậy. Nếu mà tôi lao vào kịp thì nó sẽ không 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 đi được đâu. Từ 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 để cho phải ra ban xuống ấy. Rồi chuẩn bị dựng 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 dựng. Thôi tốc biến rồi. Thôi. Ban. Tốc biến rồi thôi. Cái gì đấy ra ban. Hết mana rồi. À, sao lần này không được như các lần trước nhỉ? Vẫn xanh mà. Không ổn lắm. Ổn mẹ chưa. Vừa nãy là các lính khác cũng xanh cùng mình. Nhưng mà nên là mới mạnh thôi. Được. Ông farm, à ông xanh thì được. Thua có 10 con lính. Vừa nãy thua 30 con. Thua 40 cái chứ. Thằng kiếm thêm mana rồi. Tường thằng Thread cũng được. Thread level 3. Tưởng Thread cũng được. Nhưng mà ông phải tính mana nhá. Từ từ tính mana đi là thường xong ông còn đủ dùng chiêu gì ông đã. Ừ, trò chơi hiện mana đâu nhỉ? Cái hiện mana đâu nhỉ? Ok kìa. Ông còn 216 mana. Nhưng mà chính không, ý là mana của chiêu cơ. Ok kìa, dí vào cũng được. Đỡ phải. Ui, ping 20 cơ, kinh vậy.
Black Wi-Fi à? Dự tưởng bây giờ có thằng chết chắc luôn. Nếu không phải ông, không phải nó thì là ông. Được. Dự thằng Thresh lên level 3. Không, nó level 4 thôi. Mẹ, khó thế nhỉ, bây giờ ông dự tưởng thằng nào cũng được, thằng nào cũng được. Thằng kia hết mana rồi. Dễ nhỉ? Nó thế mà. Dễ thật. Không cần phải dựng sát, dựng một quãng ấy nó vẫn đấy được nhỉ? Ừ. Hồi rồi nha, tôi hồi ấy đấy. Bây giờ nha, tôi choáng nó xong rồi ông đập nó vào tường kia. Cũng được. Nhưng mà phải trong chúng. Nhìn nè. Căn khoảng thời gian. Ơ kìa. Thằng cái chính cái thằng AD nó chưa chết mạng nào. Ôi. Ôi lùi đi ông. Dạ, tốt sao lại chết. Đừng nhờ nữa ông, thôi thôi. Không, tôi tưởng nó gánh mình đứng giật cho. Đánh được AD nó. Nếu mà ông dựng tường đằng sau lưng nó được thì có thể đánh được đấy, nhưng mà hơi khó. Nó về rồi đấy. Ờ, cho nó về một đồ, nó farm 5-7 lính rồi. Thua 20, không quá tệ. Farm luôn đi. Nhanh ăn xong đơn này đưa về luôn. Người lính. Ây, khó nhờ. Dễ mà. Team win. Boss win nhưng mà cả team thua. Thế là nhưng sao cả ha, boss cái. Rồi mid kìa. Trời ơi. Ui, bốn ơi. Không sao. Ít nhất là còn ăn được. Ghi 4 nó làm gì á, ảo thật. Ghi 4 500k thông thạo đấy, đùa đâu. Thông ra thông ra. Tình 594. Ồ, kìa. Hay. Từ từ. Giao giúp nó đi, giao giúp nó. Mấy ông đầu 9 cái cháy nhỉ. Ơ kìa. Hỏi chưa. Ai trưởng tôi chóng ngụt rồi ạ. Bên thế phải tốc đúng biến sát mẹ người lên. Rồi vẫn ngụt, khó hiểu rồi. Bên thế phải tốc biến mẹ lên. Boss hết rồi. Yeah. Chỉ thế bọn ta mới pick đi boss, ừ, hỏi chớm. Mày nghĩ cái gì đấy? Không không thì bọn tao pick làm đéo. What the fuck? Mày nghĩ đây là hai thằng gặt mờ. Chọn tường đi không? Tường sau lưng nó AD ấy. Ờ, hai bùa ngon đấy. À, bùi nó làm chậm kinh ấy nhỉ? Tường đi, tường. Tường AD ấy. Ờ kìa thôi. Ừ, re luôn. Từ tôi có W ấy, nhưng mà không nên hổ báo, không có nhiều đam. Ô. Vẫn trúng được. Giờ tôi mất ở đấy rồi. À, ulti nhá, ulti nhá. Tôi mất nhiều. Ô kìa, rồi chết. Chạy, ông có ulti mà, ông có nội tại mà. Không chết được đâu, không chết được. Làm gì nhỉ? Máy bao không mất. Kìa, thằng Zone này, Zone này. Mà, tủ đấy, tìm. Hay không? AD ơi, buồn rồi. AD nó hay không? AD chưa chết mạng nào ấy, hai xác. Thật, khó quá. Mẹ nó bình thường, tốt mới tê le đủ. Tôi tốt yếu của mẹ được 1-3 đánh gì. Hai sắc hai bùa. Khó quá. Điên nó. Sai chưa? Cảm thấy sai chưa? Không có sai. Không tầm nhìn.
mình đang gánh đúng không? Đúng rồi đấy, mình đang gánh 96 rồi kìa. 96 là vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng mà đéo có bùa, mẹ mới lấy được cái bùa, cay thật. Phải đấy, tôi hút trượt đấy chứ, hút chúng là có khi ACD trước rồi mình win phải đấy. Flash mà. Ừ. Tôi cũng flash cơ, phải đấy, thế mới cay. Thôi, đánh lùi đi không? Hay đấy, 1Q200 máu, mẹ. Đây. Ê, khá dích kìa. Ừ, nó có R không nhỉ? Ông có chắn được R của nó cho tôi không? Tôi chỉ chắn được cái E của nó thôi, không chắn được cái R. Ông ý là ông có thể vác mặt ra trước để nó ông chắn R cho nó của tôi không? Khó quá. Tôi sợ là ăn kéo con Thresh được kéo phát là chết mẹ một thằng rồi. Tốt nó còn 3 mana nào vậy? Hay. Ủa, hay cái gì mẹ? Hay. Né mà. Hay đi nó farm. Né cái gì? Tại tôi có né đâu, nó rờ một đấy. Ừ thì làm hay mà. Nó vẫn là hay mà. Bro. Đánh mỏ mẹ đi, đánh mỏ mẹ đi. Còn lâu mày mới bấm được cái ấy. Nó thấy nó dễ luôn. Ủa kìa, không nhường đâu ai bùa được à. Ô thổ mày đi bốn ơi. Ở đâu con gì nào ăn ấy? Không biết. À hết hết mùa pha con gì bốn ăn. Kéo ra. Từ. Nó bế nó có ulti đấy, đúng rồi, nó sẽ bế cái thằng vào. Đây rồi. Giết nó đi. Quê đó, pha không hiểu được. Thôi không sao. Cảm giác vỡ lời, mình có ăn rồng không? Ờ. Không, nó ăn rồng á. Ừ, team mình có đánh đâu. Team mình ông dừng chạy mà. Ông dừng bị úp lồng mà. Thiệt bà nào có nên về không? Nên. Giờ lên nước mắt chưa? Chưa có. Bây giờ lên nước mắt à? Ừ, bây giờ lên. Giờ tôi vậy nét. Thiếu tiền, vậy thì thiếu tiền. Tinh trùng, cái gì cơ? Tính trừng phạt con rồng. Nhưng mình... Tinh trùng. À, ok. Ok bạn, bạn là nhất nhá. Thích mở combat nhá. Bà đấy, tôi phải quay đăng clip mẹ what the fuck tinh trùng. Chè, sao ông ấy úp thằng đấy? Support nó đánh được cơ mà. Đâu phải đến nó mới bắt đầu kéo mà. Mày. Thì thế mới vào. 12, 11. Quá. Rắc lết thì chắc là ăn được đấy, nhưng mà để là lết. Không được nhường búa mới canh. Tôi ra nè. Ông phải đứng lên trên đi. Đấy, tôi lên trên luôn. Mày ông cứ đứng để tôi bị ăn giờ ấy. Mất mẹ chủ thứ hai rồi. Chủ thứ hai đừng tốt rồi. Ui. Chủ này tìm được đau là thua. Tưởng thằng AD ấy, nó hồi tốc biến rồi đấy, nó hồi. Tưởng luôn thằng AD đi. Lại. Chúa này. Ông mất tốc biến à? Dạ thế. Nó mất gì không ta? Chẳng mất gì. Clip rồi trụ nó đi ngược lại à mày. Để nhá, ông lấy ông dựng tường thằng sau là AD phát đi, ông còn nội tại chưa? Có rồi. Giờ sau đi. Thế là dễ. Được lắm, hai thằng óc chó. À, ok.
có tập trước hả? Không, không tao không 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 ai tập đâu, không, không, tao thực hành luôn mà. Chúng ta đâu có tập, chúng ta thực hành luôn mà. Còn không tập bọn tao làm thật đây, luôn mà. Tao sửa đây là phòng tập. Ok, what the fuck? Khiên. Hỏi cái khiên. Tao đây là ơ kìa, khiên kìa. Anh sau đó nhá. Không biết nó nhảy đi không nhỉ, nó nhảy đi không? Khó quá. Có tập trước hả? Ơ nhưng bọn tao đâu có tập. Bọn tao thực hành luôn mà. Gì ấy? Tôi vừa bị deja vu hay là... Deja vu ấy. Ây kìa. Có mắt ở đây nhá, nó có mắt rồi. Dự tưởng đấy cũng được, hay. Kìa, không có cái băng kìa. Canh à? Ôi, cứu. Cứu bằng cái gì? Giờ khó nhỉ? Có thông thạo 7. Thông thạo 7, bởi ơi. Kéo có thông thạo. À, kìa mới khó. Sao mất cái trụ này rồi ông ơi? Lên khác của mình nát quá. Mất thì tôi mua cái mới. Ok. Nghe uy tín đấy. Thì mình mất hai rồng, mất hết sứ giả kia. Ôi ôi ôi. Mất rồi, cảm giác như rồng được sắp mất rồi. Ông đứng trên mà. AC, AP, à không. Thế là chưa ăn. Tưởng ra đi SP ra là ăn luôn rồi. Không thua lính này, ngon. Ok, I admit it. I'm lost. Ui rồi sao không? Không có tên kiểu. Chết mẹ đi. Đánh đau cho lắm nào. Ui vãi á, chết cả, chết hết ạ. Từ từ. Đây, đứng đây. Tao mày phải ăn mạng của tao làm cái gì? Cày thế nhờ. Kết thúc đi hỏi chấm. Cái đéo thì kết thúc. Mất rồi à? Ua. Về đi. Bỏ mẹ cái trụ ấy đi. Hai không bỏ được. Bây giờ tôi mới lên được đồ thứ hai mà trong khi thằng... À đồ thứ đầu tiên mà thằng kia thì nó phải lên mẹ hai đồ rồi. Thằng nào? Thật tốt hả? Ông đang định đi tốt này. Cúc đi kìa, okay, ông đâu rồi? Mẹ con bát loạn lắm, mình còn không biết mình bật vờ hay chưa. Ai blue của ông này? Ở kia cũng nhầm môi. Chết đi. Tốt rồi. Ok. Ui ôi, tốt nhảy vào luôn. Ngầu. Chết luôn à? Chết luôn. Không chạy, nhảy vào luôn. Đấy, tốt rồi, con tay lên tốt rồi. Không vấn đề gì. Chưa vấn đề gì. Đừng để tôi ăn khống chế là win. Trời ơi, đừng để tôi... Dạ, sao có thể làm được như thế? Why not? Ulti ra đi, dọn lính đi ông. Ông phải che cho tôi chứ mẹ. Đấy, tôi vẫn che mà. Ông mà che pha đấy, ông phải tính kéo từ red rồi. Không điên à? Che có chừng mực thôi. Ví dụ ông đi trước thế làm sao tôi che được? Ông phải lên trước chứ ông kìa. No. Che có chừng mực. Ví dụ tôi có thể che cho ông cái
SW của Ví con dụ khá bây dữ. giờ nhá, con A xe nó mà rờ tôi thì ông không được lao lên mà phải đứng trước mặt của tôi, ok chưa? Ok, thế được. Dây mẹ. Pha đấy đâu 5 thằng nó lao lên. Baron kìa, Baron Baron. kìa. Ông đoạn Baron thật đấy là không đùa đâu. À xe khó chịu ấy nhỉ. Bây giờ nó mà rờ ông thì tôi bảo kê ông kiểu gì. À ông chết thì quả trứng ông súng dạng trứng là ông sẽ ra ngoài đúng không? Uno. Khổ đấy nhỉ, nó Bây giết giờ ông. đem kiểu gì? À, bây giờ đi đem kiểu gì? Mẹ lính siêu mạnh. Ui. Mày Ui đi. rồi. Đấy, đúng rồi, phải làm gì? Không 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 sai rồi. Hoặc là ông không nghe được. Đâu đi đây? Sao mình ở trong này? Đừng, đừng, sai rồi, sai sách rồi. Thì dũng tướng á. Đây mày điên à. Dựng tường ra đúng không? Dựng tường. Đấy. Ơ cái gì đây? Cái gì đây là đấy? Dạng trứng, dạng trứng. Nó đánh ngay phát chết. Khó quá, trận này khó được. Đồng đội không như các trận trước. Meta này hả? Không phải hỏng mà là khó. Đồng đội khó. Đồng đội lần này kém quá. Ăn được kìa. Yeah, yếu mà. Làm gì có ai đánh meta ở đây đâu bạn. Ui. Lôi 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 lôi. Thôi 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 thôi. Ai bảo đây là meta đấy? Kìa, no Khazix và Zac. Các vị vua solo. Cuộc chiến của các vị thần. Nào, nào đứng ra trước. Ôi mất ôi 4 ôi rồng. Ôi, có một mục tiêu 500k đấy nhá. Tôi nói nha mẹ, 4 rồng, 2 con sứ giả và 1 con Baron. Đấy. Không một mục tiêu, không trụ nào luôn. Ừ, 9 trụ, không trụ. Mất hết. Không một cái gì kia cả. Hết bao giờ rồi, hết bao giờ. Tao không để nó kéo. Tôi định để nó kéo chứ. Quẩn, kéo. Kìa, viết, viết con UA kìa. UA nào. Đẹp nhà này. Đấy đép đi. Ui. Kìa kìa nó giết tôi kìa. Dựng cái tường đi. Dựng tường ngay trước mặt nó ấy. Không phải là dựng đấy. Không, không phải dựng to. Tôi bảo là ngay trước. Ông phải ra đi chắn cho tôi. Tôi đứng đây đép nó đánh đấy. Tôi phải chắn đứng đi, trong ulti vòng đi, ulti mà ulti lên, ulti lên. Quan trọng là tôi phải đứng trong vòng của bây giờ. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cuộc chiến này khó quá. Ba đường mẹ rồi. Đỡ thế nào được. Không, vừa nãy em thắng lại một trận rồi, không sao. Ôi. Cái gì đây. Ui đẹp ấy. Đẹp ấy. Có bắt cùng với anh em, có bắt cùng tốt đi. Qua đa kill. Hay. Ba đẳng cấp. Tôi sẽ gọi đấy là combo combo mặc dù team mình chết hết. Mất đẹp, phải tôi đặt rồi lũ. Được có một nửa. Tôi đã hất tung khá nhiều thằng, 4 thằng thì phải. Sao đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đấy đây tôi ra cho nó coi cho tôi xem magic kìa. Được. Nào.
nó định úp lưng tôi vào đánh nhà đấy, tôi biết, tôi hiểu hiểu nó biết đấy đây. Thôi đó, tôi đang lăn đánh nhà. Tôi đang bo cái nhà. Mày đi đánh nhà này. Ờ mày... beta đấy. Dám đem đi, ông là cái người ấy đây. Đây này rồi, đây này đấy. Đúng thì cất rồi ra đây, rồi ra đây. Giờ có cú đao mà. Test ulti mà có thương thế chưa? Cứ làm như không biết ấy. Tao gặp thấy suốt rồi, tao đánh Kindred tao gặp rồi. Kindred. Tôi trận đầu hàng mà. Tao nhìn gì đây? Chưa kịp thở đã ra turn mới rồi. Kill farm. Chúa tể đép nhà. Cái gì chết đi. 900 đam. Nó không có tốc đánh đâu, nó không có tốc đánh, nó không đập được nhà đâu. Thực ra tôi còn có cái R ấy, nếu mà nó ulti tôi một phát nữa là tôi sẽ cho R bay luôn ấy. Ngoài ra kêu... nó bay ra khỏi vòng của nó. Không, nó bay ra chạm vào cái mắc cái vòng của nó thôi. À. Cái gì vậy? Không hiểu. Thằng đi ông là đam. Ê kia, lấy thằng kia. Đúng rồi, ăn Amazon thì đỡ thế nào được. Kìa. Không phải là. Đánh đi. Được. Ui. Ê, pha đi dự đẹp hơn là ăn nó. Mày đưa tao ai bùa. Đưa tao ai bùa. Đây, đánh đấy, đánh thằng này đi, thằng này một mình nó yếu lắm. Đưa tao ai bùa. À, không được hay thông thạo bảy kìa nó kìa nó sẽ ulti tôi đấy, nó ulti tôi biết còn gì nữa. Mò đưa đây, còn mò đưa vì cái tưởng nó đang đép lính vì tưởng nó là đợi thằng đồng đội đang đép lính á. À vua lì đòn ra để đép đến chết, nó có Baron tôi mà đép được đúng không? Ừ. Bọn nó mất hết 3 mùa Baron rồi. Ngon. Win, let game win, win. Mình có rắc. Let đến bao giờ? Nó bách đo phát thua luôn. Cắm mấy con mắt vào. Con bắt tổng win phát win luôn. Ui. Ừ. Úp lồng nó vào. Úp lồng nó copy. Ừ, cái gì cơ? Nó cái gì đấy? Ai ai kìa. Thôi lùi. Bảo kê. Biết rồi, thấy rồi. Nó không nhảy vào người ông được. Nhà kìa. Mỏng manh lắm anh ạ, nó vào nó khạc phát tiền. Thôi nhà đấy cho thằng Johnny đép đi. Johnny đép đến bao giờ? Johnny không có mana mà nó đép được. Nó cứ quy là nát hết, là hết lính mà. Nó ăn dùng ngàn tuổi đây, dùng ngàn tuổi đây. Dùng ngàn tuổi thì tôi có mất tí máu đâu mà. Nó không biết được tôi đâu. Tôi phải dưới giá chạy ra bật cái đèn nữa. Ừ, trận này căng quá. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải lên cái dây chuồn trục tội đấy. Ra đánh rồng đi thua thôi. No. Đó, như cần căn bản là bách đo. Thua combat thì không nói làm gì, thua bách đo hơi nhục. Thế thôi, ở lại đi, đừng combat. Đánh nhau đấy, thua đi thôi. Ờ, láo. Mày kéo ai. Hay cả team nó ở đây rồi. Cả team nó đấy không có thằng nào back out được đâu. Hay. Trời phi đùi. Thằng nào ấy? Tàng hình nó ở đây này, nó ở đây đấy. Ở đây. Đây nào? Thôi. Hay. Mày nhà kia. Về đây. Đi đâu? Nhưng mình chết tôi đánh được. Về đi. Về đi, rừng mình chết rồi. Đánh tao đi, lính. Đánh tao đi. Thì quay lại làm gì? Khó hiểu đấy. Đánh tao đi, không. Đừng đánh nha. Đánh tao đây. Ơ kìa, tôi kệ đi, không sao đấy. Con biến mất rồi. Nó mới hết rồi. Không. Ui, pha đi 3 thằng ăn, 3 đường không. Nhưng mà sao nhanh thế nhở? Nó mất 2 bùa, 2 con không có bùa rồng. À. Cái gì đấy nhở?
Ơ nhưng mà vừa về phát nó ấy luôn nhỉ? Kẹo đi. Đợi tôi tính nhá. Đừng có làm gì À. ngu ngốc nữa, được chứ? Đừng ai làm gì ngu ngốc. Để tôi lên feed luôn nhá. Không, điên à, tôi trận này vẫn có thể thắng được. Chỉ là khó Thắng thôi. được à? Ừ. Thắng cái gì? No, ông điên rồi. Oanh trường. Trên cái tí nó được. Vai cả trường ạ. À. Thôi thôi, xong 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 xong. Giờ thì xong rồi đấy. Mình đánh hay quá này. Hay. Qua việc rồi, 15 năm. Kim bằng thật. Xong xong xong. Chán rồi. Xong lại chết. Ông là người... Nó rờ mà, con AC nó rờ. Đi cùng tôi đi cạnh tôi mới che được chứ. Ê, nhưng mà trận trận này là trận đáng để đăng nhất đấy, đáng để đăng nhất trong mấy trận.